Sáng nay, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 với 80 giường bệnh. Đây là bệnh viện đầu tiên với 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo có quy mô 150 giường nội trú. Giai đoạn 1 có quy mô 80 giường với tổng vốn đầu tư 20 triệu đô la Mỹ, được xây dựng ngay trong khuôn viên hơn 3 hecta của Trường Đại học Y khoa Tokyo tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Là bệnh viện được xây dựng với mục tiêu chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người dân. Bệnh viện được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế nhập khẩu 100% từ Nhật Bản với công nghệ hiện đại nhất, giúp tầm soát, phát hiện sớm và chính xác các loại bệnh. Đội ngũ chuyên gia cùng các bác sĩ làm việc tại bệnh viện đều là những y bác sĩ tận tâm, có chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm đến từ Nhật Bản. Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ kinh nghiệm, Bệnh viện Y khoa Tokyo cũng sẽ liên kết với những cơ sở y tế trong nước uy tín và Bệnh viện Kurosawa, Bệnh viện Kobari tại Nhật Bản để có những phác đồ chuẩn đoán, điều trị chuyên sâu với từng bệnh nhân. Đây là bước khởi đầu, là tiền đề cho các hoạt động khám và chữa bệnh của bệnh viện nhằm hướng đến mục tiêu luôn luôn cảm thông, chia sẻ, mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người, cung cấp dịch vụ y tế tiên tiến và quản lý bền vững. Bệnh viện hướng tới việc cung cấp dịch vụ khám, tầm soát và điều trị toàn diện, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế với đội ngũ bác sĩ giỏi trong và ngoài nước.